Chương 480, tên lừa đảo và vong ân phụ nghĩa. Giang thần, có ngươi tư cách đi ra nói chuyện sao? Một thông thiên cảnh nho nhỏ, cút sang một bên, ở phía dưới cầu khẩn giữ được cái mạng chó của ngươi đi. Nhìn thấy hắn đi tới, mộ dung long cười lạnh một tiếng, tiếp theo lại mắng một trận. Giang thần nở nụ cười trào phúng nói. Thông thiên cảnh bị ta bức thành tôn giả mới thoát chết được, cũng thực sự là đắc ý, chẳng lẽ ngươi không biết khi ta trở thành tôn giả, ta muốn giết ngươi cũng giống như giết gà sao. Nghe thấy hắn nói như thế, mộ dung long ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Sao ta lại không nhớ rõ có chuyện này chứ? Nghe vậy, đột nhiên gian thần cảm thấy không ổn, dùng tính cách của mộ dung long, sau khi nghe thấy hắn nói như thế, có lẽ nên thẹn quá thành giận mới đúng. Bây giờ đối phương lại trực tiếp phủ nhận, hắn lại nghĩ đến nội dung của Thánh Thành Nhật Báo, cảm thấy dường như từ nơi sâu xa có mối liên hệ nào đó giữa hai chuyện này với nhau giao gian thần ra nếu không từ nay về sau mộ dung gia sẽ cắt đứt quan hệ với anh hùng điện mộ dung hùng không quan tâm tới việc hai người đấu võ mồm mà quay về phía những trưởng lão kia của thánh viện rồi nói vốn người thánh viện muốn cứng rắn phản kích nhưng nhìn thấy dáng vẻ cố nén bi phẫn của mộ dung long nghĩ đến việc nữ nhi mà hắn luôn yêu thương xảy ra chuyện bọn họ cũng không tiện mở miệng người bị mộ dung viên nhà các ngươi hại chết cũng không ít có phải cũng có thể nhờ chúng ta trừng phạt mộ dung gia hay không một chuyện đúng sai rõ ràng như vậy mà mộ dung gia các ngươi lại muốn làm phức tạp như vậy ta thấy dường như là cố ý nhỉ vào lúc này đại trưởng lão của anh hùng điện cũng đã tới đây người nói chuyện là thủy nguyên là người đã từng có khúc mắt với gian thần sau đó song phương đã tiêu tan hiềm khích lúc trước chuyện đã xảy ra ở trong tiểu thế giới Ai biết là thật hay giả chứ? Dù sao người nói ra là gian thần, hắn có thể nói khoác chính mình là người đứng đầu bản Thăng Long bản thì việc bị đặt đường muội ta có hành vi sai trái cũng không phải là chuyện không thể làm được." Mộ Dung Long nói. Lần này, gian thần có thể khẳng định Thánh Thành Nhật Báo đã bị Mộ Dung gia sai khiến, chỉ cần vị trí đầu bản của hắn không phải là thật, như vậy tất cả chân tướng ở bên trong cũng sẽ như thế các ngươi có chứng cớ gì chứng minh vị trí đầu bản của gian thần là giả không? Người của anh hùng điện cũng không loạn, hiện giờ vẫn là người mộ dung gia đối lý, không đưa ra nổi chứng cứ, cho nên dù nói thế nào cũng đều là toi công. Ngươi muốn chứng cứ thật sao? Rất tốt. Mộ dung hùng giơ tay lên, ở dưới sự ra hiệu của hắn, lập tức đã có một đám người bị dẫn tới. Gian thần này là tên lừa đảo. Các ngươi không nên bị lừa gạt. Hắn ỷ vào việc có thể tạo ra lối ra mà bắt chúng ta đưa ra một nửa tài nguyên, còn muốn sau khi mang chúng ta ra ngoài, chúng ta phải không ngừng nói khoác về hắn. Quả thực Tô Hình đã động thủ một lần cùng hắn, thế nhưng khi đó thể lực của Tô Hình đã không còn bao nhiêu nữa. Tất cả trên dưới thánh viện trở nên xôn xao, bởi vì những người này đều là người từ tiểu thế giới đi ra, đổi lời khác mà nói, chính là người đã được gian thần cứu, bây giờ bọn họ đứng ra làm cho người ta mở mang tầm mắt điều thú vị nhất chính là nguyệt lam thanh kia cũng ở trong đó vốn gian thần không định thả nàng ra ngoài thế nhưng ngay cả người của tà vân điện cũng được hắn thả ra nàng rất không cam tâm sau đó khóc trống lên ứng vô song không đành lòng cho nên mới bảo gian thần mang theo nàng ra ngoài gian thần cũng không để ý nếu không có ứng vô song mở miệng thì hắn cũng đồng ý chuyện này lúc này nguyệt lam thanh lại khôi phục thành dáng vẽ tứ đại mỹ nhân của nàng cao cao không thể với tới nàng dùng vẻ mặt lạnh lùng nói gian thần này ví muốn có được thân thể của ta mà lấy lối ra để áp chế ta tiếng bàn luận lại nổi lên cốt xấu gì nguyệt lam thanh cũng là tứ đại mỹ nhân cho nên khi nói ra vẫn có chút sức ảnh hưởng nguyệt lam thanh ngươi còn có biết xấu hổ nữa hay không âm sương ở phía dưới không nhịn được mở miệng nói còn có mộ dung gia các ngươi nữa các ngươi tìm những người này đến để bị đặt sinh sự, rốt cuộc các ngươi có ý gì? Âm Sương cô nương, ta biết quan hệ của ngươi và Giang thần không tệ, nhưng Thánh Thành tiền trang các ngươi từ trước đến giờ luôn trung lập, kính xin ngươi không được quên lập trường của chính mình." Mộ Dung Long nói. Lời này rất độc, ném đá giấu tay, làm cho Âm Sương ở trong tình huống lúng túng. Âm Sương còn muốn nói nữa, thế nhưng bị phụ mẫu bên người kéo về. Mộ Dung gia các ngươi cũng thật là buồn cười, người như thế, ta tùy tiện có thể tìm đến làm chứng, thậm chí ngay cả trong thánh viện cũng có. Giang thần nhíu chặt mày, thủ đoạn thấp kém như vậy không có bất kỳ lực sát thương nào. Không sai. Ta có thể làm chứng, lời của tất cả những người này đều là phí lời. Hàng ti minh đứng dậy, hắn cũng bị những người này làm cho buồn nôn, thậm chí không hiểu sao bọn họ lại nói lời này ra khỏi miệng được, có còn dây thần kinh xấu hổ nữa hay không mộ dung gia đưa ra chứng cứ nếu không ta sẽ coi như là các ngươi đang bị đặt sinh sự các ngươi muốn đánh thì cứ đánh thích cắt đứt quan hệ thì cứ việc cắt thủy nguyên cứng rắn nói lối ra là do gian thần tạo ra ngươi cho rằng hắn sẽ mang ra chứng cứ gây bất lợi cho của hắn sao nhưng không sao cả có một thứ có thể chứng minh đó là vị trí đầu bản của gian thần có lúc nói khoác mình quá mức sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan nếu như gian thần không thủ vững được vị trí đầu bảng thua ở trong tay người không đánh lại được tô hình như vậy có phải đã chứng minh được đây là lời nói dối hay không mộ dung long nói lời này nếu như vừa mới tới đã nói ra thì sẽ làm cho người ta cảm thấy là cố tình gây sự thế nhưng trải qua mấy ngày qua thánh thành nhật báo tạo thế rất nhiều người đều sinh ra sự nghi ngờ đối với vị trí đầu bảng chuyện này không thể tẩy trắng sự độc ác của mộ dung viên nhà các ngươi được nam công nói nhưng có thể chứng minh được gian thần là một người phẩm hạnh bại hoại lời của một tên lừa đảo buồn nôn nói ra mộ dung gia ta sẽ không tiếp nhận nữ nhi của ta cũng không thể chết đi như thế được mộ dung hùng nói mộ dung long cũng nhân cơ hội này nói sao các ngươi đang sợ sao không phải các Nugo muốn chứng minh hắn đứng đầu bản sao. Hắn cố ý làm cho mọi chuyện trở nên lộn xộn. Trước đó gian thần mời người khác tới chiến, không có nhiều chuyện như vậy, dù cho là thua thì cũng chỉ có thể chứng minh nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà thôi. Hơn nữa thế tới của mộ dung gia rất hung hăng. Nhất định đã có chuẩn bị. Nói cách khác, mộ dung gia các ngươi muốn cho những người xếp hạng thứ 10 người đánh với gian thần sao ta cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì cả. Hàng ti minh nói. Thật sao? Đường hoa, lưu bân các ngươi đi ra đi. Ba người này đều đứng 10 vị trí đầu trên thăng long bản, xuất phát từ các nguyên nhân không giống nhau cho nên không tiến vào trong tiểu thế giới. Đối với bọn họ, chỉ trong thời gian một tháng, tất cả ba vị trí đầu trên thăng long bản đã không tồn tại nữa, mà vị trí đầu bảng còn biến thành một tên tiểu tử mà bọn họ không có ấn tượng gì cả. Đương nhiên cả ba khó có thể tiếp nhận được sự thực này. Giang Thần, thực lực của bọn họ so với một tháng trước còn mạnh hơn rất nhiều, có khả năng đã dùng thủ đoạn đặc thù để tăng cao thực lực. Bên tai vang lên Giang Thần một đạo âm thanh trưởng lão của Anh Hùng Điện, người này đang nhắc nhở hắn. Lúc này, Anh Hùng Điện đang ở trong tình huống rất lúng túng. Bọn họ không thể chủ động ra tay đối phó với Mộ Dung gia, như vậy sẽ có một tin tức lan truyền ra đó chính là anh hùng điện buộc mộ dung gia cắt đứt quan hệ với bọn họ một khi có tin tức này thì sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền sẽ có càng nhiều thế lực noi theo gương của mộ dung gia một loạt hành vi của mộ dung gia đều có thâm ý ở bên trong dù là ai cũng có thể nhìn ra được tình cảnh của gian thần có chút không ổn đây cũng là sự bi ai của một thiên tài sự bất đắc dĩ khi đối mặt với các thế lực lớn Mộ dung gia các ngươi thực sự rất bi phong, nữ nhi chết mà còn muốn cưỡng từ đoạt lý như vậy, còn muốn phế công tử của chúng ta đi, ngươi lẽ nào cho rằng thế gia truyền thừa chỉ có các ngươi thôi sao? Chương 481, Ninh Hạo Thiên tầng 9 Gia chủ cao gia, cũng chính là ngoại công của gian thần tự mình dẫn đội. Bên tay trái là nhi tử cao kha của hắn, bên tay phải là nữ nhi cao nguyệt. Phía sau đội ngũ cũng là cường giả như mây, tất cả đều là tôn giả. Điều này cũng nhắc nhở cho mọi người biết, thân phận của Giang Thần không đơn giản, trước đó người người đều nói hắn là gia chủ cao gia đời tiếp theo. Chỉ là từ trước cho tới nay chưa từng thấy thiếu gia cao gia phô trương, vì lẽ đó vẫn có rất nhiều người hoài nghi, mãi đến tận bây giờ mới nhìn thấy được chuyện này. Mọi người có cảm giác chẳng khác nào đặt mình trong biển lửa, đường viền của lửa cực kỳ giống một con thiên phượng. Từ xa tới gần, đi tới bầu trời của thánh viện. Trong thánh viện Người của các phe thế lực ý thức được chuyện ngày hôm nay rất có khả năng sẽ không dừng lại được, mà toàn bộ Long vực sẽ vì chuyện này mà chấn động. Cao lão gia tử, bệnh nặng của ngươi mới khỏi đã vội vã chạy đến đây, ngươi không sợ lại ngã xuống không đứng lên nổi nữa hay sao? Cùng là gia chủ, thế nhưng bối phận của Mộ Dung Hùng so với gia chủ Cao gia còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khi hắn nói chuyện không có chút tôn kính nào cả, trái lại còn rất ác độc. Hãy biết tôn trọng trưởng bối một chút. Cao Kha lạnh lùng nói. Mộ Dung Hùng liên tục cười lạnh, tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nói: "Nếu như muội muội của ngươi không trở về, như vậy ngươi sẽ là gia chủ đời tiếp theo, như vậy ngươi còn có tư cách nói chuyện với ta, hiện giờ ngươi tránh ra một bên đi." Vẻ bi phẫn vừa nãy của người này là giả vờ, bụng dạ cực sâu, từng câu từng lời đều như đao ghim vào trong lòng người khác. Nếu không phải Cao Kha thương yêu muội muội mình, một khi nghe thấy hắn nói như thế nhất định trong lòng sẽ không cảm thấy thăng bằng được. Vậy để ta nói chuyện với ngươi một chút đi. Âm thanh của Cao Nguyệt rất cao, đôi mắt đẹp để quét qua đội ngũ của mộ dung gia. Nói, cho dù nhi tử của ta có phải là đầu bản hay không thì giết mộ dung viên cũng không sao cả, nếu như các ngươi muốn hưng binh vấn tội, vậy thì cứ khai chiến đi. Nàng vừa nói, toàn trường lập tức yên tĩnh. Tuy rằng Cao Nguyệt chỉ là nữ lưu, thế nhưng hiện tại lại biểu hiện ra khí thế không kém hơn so với bất kỳ một người nào. Trải qua tu hành ở Cao Gia, không những tu vi những năm này của nàng được bù đắp lại mà đồng thời còn được nâng cao một bước, thực lực khá mạnh ở bên trong các tôn giả ở đây. Mặt khác, đây cũng là lần thứ nhất Cao Gia công khai thừa nhận thân phận của Giang Thần. Ánh mắt của không ít người nhìn về phía Giang Thần đều mang theo vẻ ước ao và đố kỵ sâu sắc ai lại không muốn ở dưới nghịch cảnh, nhất hô bá ứng, có vô số cường giả bảo vệ quanh thân cơ chứ. Chà chà sách, chó cùng rước dậu, muốn nhảy qua chuyện tranh giành đầu bản này sao? Giang thần, ngươi như vậy là không đánh đã khai đó. Trong trầm mặt, mộ dung long lại dùng ngữ khí khiến cho người ta ghét bỏ nói ra một câu quái gở như vậy. Hắn còn trẻ, có thể nói ra những lời không thể diện và quá đáng này, cũng là dự định từ trước của mộ dung gia hòa bình là thứ thật vất vả mới có được. Không nên dễ dàng phá hoại nó, khi đó có hối hận cũng vô dụng, cứ dựa theo việc tranh giành vị trí đầu bản để nói chuyện đi. Trong thánh viện, âm bá của thánh thành tiền trang mở miệng nói, lập trường nói chuyện trước sau đều trung lập như một. Xưa nay ta chưa từng nói tới câu không tranh giành vị trí kia, chỉ là một ít người nhất định phải dội cho ta một bát nước bẩn, cho nên mới dẫn đến tranh đấu miệng lưỡi mà thôi. Giang thần chậm rãi mở miệng, viết mắt nhìn ba người trong mười vị trí đầu trên thăng long bản đang đứng trong đội ngũ của mộ dung gia hắn nói chỉ có các ngươi thôi sao ngữ khí khinh bỉ làm cho ba người đối diện rất khó chịu từng người đều hận không thể lập tức làm cho gian thần đẹp mặt đương nhiên không chỉ có vậy dù sao tranh giành vị trí đầu bản rất mê người mà mộ dung long đột nhiên nở nụ cười thần bí nói gian thần gặp gỡ bằng hữu cũ của ngươi đi sau khi hắn dứt một bóng người đi tới, mái tóc đen tung bay, dáng người kiên cường này đối với người của Long Vực rất là xa lạ, mái tóc đen phấp phới có vẻ giả tính mười phần. Thứ làm người để ý nhất là khuôn mặt của hắn, chẳng khác nào đeo mặt nạ, không tỏ vẻ gì cả, thế nhưng trong con ngươi của hắn lại có oán hận ngập trời. Ninh Hạo Thiên Trong thánh viện, bốn người đến từ hỏa vực thét to. Vốn dĩ bọn họ nghĩ người này theo Hắc Long thành diệt vong mà đã chết đi, Thế nhưng không nghĩ tới hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn dùng tư thế vô địch thiên hạ như vậy xuất hiện. Cảnh giới của hắn lại càng tăng lên tới tầng 9. Người kia là ai vậy? Xem ra rất mạnh, lẽ nào là đệ tử bí mật bồi dưỡng của một nhà nào đó hay sao? Không thể nào, nhà ai mà lại không để lộ ra một chút tin tức mà có thể bồi dưỡng ra được nhân vật lợi hại như vậy cơ chứ? Lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người trong Long vực, Khí thế của Ninh Hạo Thiên rất mạnh, khi hắn đi tới chỗ của đội ngũ mộ Dung gia, hắn đột nhiên nhìn về phía mộ Dung Long, ánh mắt hung ác làm cho người sau sửng sốt. "Ta và Giang thần không phải là bằng hữu, nếu như lần sau ngươi nói sai nữa thì đừng trách ta vô tình." Ninh Hạo Thiên nói. Hắn vừa nói, tất cả mọi người không tìm được manh mối, một thông thiên cảnh mà lại dám nói chuyện như vậy với tôn giả sao? Nhìn phản ứng của mộ Dung Long, rõ ràng cũng rất tức giận nhưng không phát tác, điều này làm cho bọn họ cả kinh. Giang thần. Ninh Hạo Thiên không tiếp tục để ý tới mộ Dung Long nữa. Cái ánh mắt giống như hung thú kia nhìn về phía Giang thần, nói: "Ngày hôm nay ta muốn dùng đầu của ngươi để tế điện tộc nhân Ninh gia Hắc Long thành chúng ta." "Thật sao? Đặc biệt là mẫu thân ngươi, ngươi phải cố gắng báo thù cho nàng ta đó." Giang thần cười lạnh nói. Trong lòng hắn kỳ thực rất giật mình hắn không nghĩ ra được tại sao cảnh giới của đối phương lại có thể vượt qua được mình ngươi còn dám nói tới chuyện này nữa sao ninh hạo thiên ấy nấy giận dữ khí thế kinh người xông thẳng lên trời phong vân biến sắc ngay cả thánh viện cũng nổi lên gió mạnh cuốn theo tro bụi không nhỏ thật là mạnh mẽ mọi người không khỏi nghĩ vậy ninh hạo thiên còn không ra tay thì đã biểu hiện ra uy năng làm cho mọi người bị dọa cho phát sợ ồ Giang thần thấy hắn giận dữ như vậy, rất là bất ngờ, lại liếc mắt nhìn người mộ dung gia, hắn nói. Xem ra mẫu thân ngươi chết như thế nào, mộ dung gia không nói cho ngươi biết rồi. Khi ninh hạo thiên thức tỉnh huyết mạch, quanh thân dân lên bất diệt long viêm, thiêu chết đại phu nhân ninh gia, cũng chính là mẫu thân của hắn. Hắc long thành bị diệt, tất cả đều là vì ngươi. Mộ dung hùng nói. Giang thần cười xì một tiếng, nói. Mộ dung hùng, ngày đó ngươi ở hắc long thành sai khiến đại hạ hoàng đế giết ta ta đã từng nói qua với ngươi ta sẽ làm cho mộ dung gia của ngươi và hắc long thành rơi vào kết quả giống nhau nhớ kỹ đó lời này vẫn hữu hiệu như cũ ngươi cứ đạt đến tôn giả trước rồi nói sau đi có điều ta thấy dường như ngươi không có hy vọng này đâu mộ dung hùng chẳng muốn tranh luận cùng hắn vẫn không để đối phương vào trong lòng như trước dù cho lúc này gian thần đã là thiếu gia cao gia cũng thế ở trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ cho rằng Cao Gia không nở lòng bỏ kỳ tài như Cao Nguyệt, lại thấy được biểu hiện của Giang Thần ở mọi phương diện không tệ, cho nên mới một lần nữa gọi Cao Nguyệt về đến Cao Gia. Đối với chuyện Thiên Phượng chân huyết của Giang Thần, không có ai biết được. Không cần nói những lời dư thừa nữa, tranh vị trí đầu bảng, chuyện này nhanh bắt đầu một chút đi, cũng làm cho trò cười ngày hôm nay mau chóng kết thúc. Âm Bá phía dưới tiếp tục nói vậy thì bắt đầu đi. Giang thần cũng không để ý, hắn nhìn Ninh Hạo Thiên một chút, lại nhìn ba người đường hoa kia một chút, hắn nói. Là các ngươi lên trước, hay là ngươi lên trước, hoặc là bốn người các ngươi cùng tiến lên đây. Lúc nói chuyện, hắn truyền âm với Nam Công. Nói. Nam Công, âm mưu của mộ dung gia không thể đơn giản như vậy được, ta hoài nghi bọn họ muốn phân tán tinh lực của chúng ta, sau đó xâm lấn anh hùng điện, kính xin tăng đẳng cấp đề phòng của anh hùng điện lên. Không cần thiết, lực lượng chủ yếu của mộ dung gia đều ở nơi này mà. Nam Công cho rằng hắn đã nghĩ quá nhiều. Nam Công, xin hãy nghe ta." Giang thần nói. "Vậy được rồi." Chương 482, không cùng một đẳng cấp. Nói đến nói đi là vẫn phải nhìn xem quả đấm của người nào lớn, đây chính là đạo lý trên cõi đời này. Người bình thường dù cho là anh dũng hy sinh thì cũng sẽ không có người nào đứng ra ủng hộ cả. Thế nhưng kẻ ác giống như mộ dung diên, chỉ vì sinh ở mộ dung gia cho nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ thậm chí còn không tiếc làm cho máu chảy nhiều hơn nữa. Như vậy, gian thần chỉ có tiếp tới cùng, nói cho những người này biết, dù cho ngươi có quyền thế ngập trời, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Sau khi nói với Nam Công một câu, Giang Thần nhìn về phía bốn người muốn khiêu chiến vị trí đầu bảng. Ba người Đường Hoa, Lưu Bân tạm thời không nói tới, Ninh Hạo Thiên mang theo khí thế hùng hổ, ánh mắt hung ác, vừa nhìn đã biết rất không đơn giản. Nếu là tranh giành đầu bảng, ai lại cùng tiến lên cơ chứ? Bớt nói láo ở chỗ này cho ta, để ta tới giáo huấn ngươi. Đường Hoa xếp hạng thứ tư trên Thăng Long bảng là người thứ nhất đứng ra, nói năng rất lỗ mãn hắn tràn ngập địch ý với gian thần. Nghĩ đến cũng đúng thôi, hắn thân là người đứng thứ bốn, sau khi mộ dung long, lệ nam tinh trở thành tôn giả, tô hình chết đi, hắn mới là kẻ đứng đầu bảng. Gian thần không thể đánh bại được hắn thì dựa vào cái gì mà xếp ở trước mặt hắn, trở thành người đứng đầu bảng phong quan vô hạn cơ chứ. Ngày hôm nay, hắn muốn để thế nhân biết người đứng đầu bảng chân chính là ai. Ninh Hạo Thiên không muốn đàng hoàng xếp hàng, nhưng hắn lại bị mộ dung hùng kéo lại nói ngươi động thủ cuối cùng chuyện này đối với ngươi là chuyện tốt ta không muốn chiếm tiện nghi ninh hạo thiên muốn quan minh chính đại chiến thắng gian thần sau đó lại chém giết đối phương ngươi có trăm phần trăm tự tin đánh bại được gian thần hay không mộ dung hùng lạnh lùng nói lời này làm cho lửa giận của ninh hạo thiên lắng lại không ít nghĩ lại trước đây hắn cũng không coi gian thần là chuyện đáng kể gì cả không nghĩ tới tiện dân đến từ Đại Sơn lại dùng tốc độ khủng khiếp như vậy để cuộc khởi. Làm cho hắn thua rối tinh rối mù. Bây giờ, hắn được mộ dung gia và tô gia dùng toàn lực bồi dưỡng, trải qua tu hành mà người thường không thế nào tưởng tượng ra được, cho nên mới thu được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng, nếu nói có trăm phần trăm tự tin đánh bại gian thần, Ninh Hạo Thiên không dám cam đoan. Bởi vì so với người của Long Vực, Hắn càng rõ chuyện trong cơ thể của Giang Thần có nắm giữ thần mạch. Kết quả là, Ninh Hạo Thiên và những người khác lui về phía sau, nhường ra không gian cần để chiến đấu. Đường Hoa cầm trường kiếm cấp bậc pháp bảo trong tay, ánh kiếm ở dưới ánh sáng ban ngày vẫn vô cùng chói mắt như cũ, để lộ hết ra sự sắc bén. Đường Hoa nhìn sang chỗ Giang Thần, ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói: "Vì sao ngươi không rút kiếm?" Hai tay của Giang Thần trống trơn, bên hông cũng không thấy đao kiếm đâu cả. Đối phó với một đứa ngốc bị người ta coi là công cụ, không cần phải dùng kiếm. Giang thần nói. Ha ha ha. Chẳng biết vì sao đường hoa lại cười lớn một tiếng, chỉ nghe hắn nói. Nhất định là trình độ chiến đạo của ngươi vẫn chỉ có thể dùng quyền trưởng, mà không phải là đao kiếm. Thế nhưng trận chiến giữa ngươi và tô hình, rõ ràng là sử dụng kiếm, chuyện này nói rõ cái gì? nói rõ đúng như thánh thành nhật báo đã nói tô hình đã bị thương cho nên mới điển kịch cùng ngươi lời này của hắn đã trải qua suy nghĩ cũng không phải là không có lý người thánh viện ở phía dưới nghị luận sôi nổi miệng lưỡi người đời rất đáng sợ một kiện chuyện rõ rõ ràng ràng như vậy sau khi mộ dung long đổ thêm dầu vào lửa đã làm cho không biết bao nhiêu người dao động những đứa ngốc đều có một cái đặc điểm chung đó là tự cho là đúng Giang thần dững dưng như không, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Mạnh miệng, xem kiếm. Đường hoa muốn dùng thắng bại để làm cho giang thần không còn lời nào để nói. Vạch trần bộ mặt thật của tên lừa gạt này. Vãn hà hồi thiên. Một thức kiếm chiêu cũng có phong thái của 10 vị trí đầu thăng long bản, sắc bén khó chặn, nhanh như chớp giật. Người và kiếm hợp làm một, như một vệt sáng bắn về phía trước hầu như là trong chớp mắt đã đến trước người của Giang thần. Đường hoa chính là khoái kiếm, lấy nhanh làm chủ. Phanh. Nhưng Giang thần càng nhanh hơn, khi mũi kiếm của Trường kiếm đến trước mặt hắn thì lập tức trì trệ không tiến, bị hai ngón tay giống như sắt kẹp lấy. Giang thần vẫn hững hờ như cũ, không có một chút hứng thú nào cả. Ngón tay kẹp lấy mũi kiếm ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, ánh sáng nhảy lên gắt gao hút thân kiếm lại. Ngươi vẻ tự cho là đúng của đường hoa lập tức biến mất, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn đã dùng tới toàn lực, thế nhưng trường kiếm vẫn không nhúc nhích. Chỉ có như vậy thôi sao? Giang thần hỏi một câu, ngón tay đột nhiên phát lực, thân kiếm của trường kiếm lập tức bị uống công đến cực hạn. Nhìn thấy tình cảnh này, mỗi người đều hít sâu một hơi, đó là pháp khí đó, độ cứng rắn không kém hơn so với lòng khí hộ thể của thông thiên cảnh. Ngón tay của giang thần ngoại trừ sấm gió ra đột nhiên bắn ra ánh sáng trong suốt, giống như ngón tay được đúc thành từ vàng rồng vậy. Đồng thời, thân kiếm của trường kiếm trên tay đường hoa đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trạng nứt ra. Mau buông ra. Đường hoa cực kỳ đau lòng, một kiện pháp khí không rẻ chút nào, hắn bán mình cũng không mua nổi, là chỗ tốt mà mộ dung gia cho hắn. Ngươi nói năng lỗ mãn, ra tay với ta, chẳng lẽ không muốn trả giá sao? Hay là nói, ta thả kiếm của ngươi ra thì ta được giết ngươi sao? Giang thần lạnh lùng nói. Cũng chỉ trong nháy mắt này, cả người giang thần bắt đầu trở nên sắc bén. Đối mặt với sự khiêu khích của mộ dung gia, bọn họ không có chút rung động nào, cũng như thần kiếm vào vỏ. Hiện giờ, thần kiếm mới chỉ được rút ra một chút, sắp đâm bị thương con mắt của đường hoa. Phanh! Một tiếng vang giòn giả vang lên, trường kiếm pháp bảo không chống đỡ được, đã triệt để vỡ nát cũng biến thành vô số mảnh vỡ. Đường Hoa bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Chuyện này, đám người chung quanh đang mong một hồi trò hay cũng không ngờ tới mọi chuyện lại thành như vậy. Đây không phải là một chiêu đánh bại, Đường Hoa không phải là đối thủ của hắn. Hai người không phải cùng một cấp bậc. Đây không phải thực lực đầu bảng thì là cái gì chứ? Người bên gian thần vung tay hô to, nhìn về phía mộ dung gia rồi kêu khích sắc mặt đám người mộ dung da lúng túng. Rất hiển nhiên, đây là tăng trưởng mấy ngày qua mà gian thần có được. Lão bản của Thánh Thành Nhật báo lập tức mở miệng nói. Nếu gian thần có thể thu được thành tựu lớn như vậy trong vòng 2 ngày, vậy tại sao Nhật Báo lại nói chắc như đinh đóng cột, nói gian thần không thể đuổi kịp được vị trí đầu bảng trong vòng 1 tháng chứ? Đây không phải là tự đánh vào mặt của mình hay sao? Âm Sương cười gằn dẻo cợt nói. Bên Cao Gia, nụ cười của Cao Nguyệt rất sáng lạn, nói. Đứa nhỏ này ngay cả lực lượng phượng huyết còn chưa dùng, thực sự là vượt ra ngoài dự liệu của ta. Đúng vậy, coi như không có phượng huyết, thành tựu mà nó đạt được cũng đã rất bất phàm rồi. Cao Kha gật đầu nói. Đương nhiên, nếu như không có phượng huyết, ở trong tiểu thế giới gian thần sẽ không thể chịu đựng được nhiệt độ cao do trận pháp tu luyện được tạo thành từ viêm long tinh thạch mang đến, cũng không hấp thu được viêm long bản nguyên. Thực sự là rác rưỡi. Người thứ nhất lên tiếng trào phúng không ngờ lại là Ninh Hạo Thiên. Vốn hắn còn muốn nhìn xem giang thần có lá bài tẩy gì, kết quả lại nhìn thấy một màn nhạt nhẽo như vậy, hắn kinh thường nói. Cái gì mà thăng long bản cơ chứ, ta thấy không đáng được nhắc tới. Lời này của hắn đã gần như đắc tội với tất cả mọi người, phải biết rằng thăng long bản là tượng trưng của thanh niên Tuấn Kiệt trong long vực. Có điều nhìn dáng vẻ của Ninh Hạo Thiên là cố ý nói như vậy, hắn muốn thông qua hành động như vậy nổi danh, nếu như hắn có thể đánh bại được Giang Thần, vậy quả thật hắn có tư cách để nói ra lời này. Tiểu tử tới từ đâu mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Lưu Bân đứng bên kia giật mình về thực lực của Giang Thần, trong lúc hắn đang do dự có muốn lên hay không thì đã nghe được lời này của Ninh Hạo Thiên, hắn không nhịn được nổi trận lôi đình. Hai người đồng thời ra tay, không ngờ lại bắt đầu nội chiến rác rưởi. Ninh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đặt hai người vào trong mắt. Chương 483, miệng đầy răng. Hai người Lưu Bân cũng được tăng lên không nhỏ, nhưng đây là so sánh với nhau mà thôi. Đường hoa vốn cao hơn bọn họ lại bị thua thảm như vậy thì bọn họ càng không thể có hy vọng đánh bại được Giang Thần, nhưng bị Ninh Hạo Thiên trào phúng như vậy. Thực sự bọn họ không nhịn được cũng không thấy bọn họ dùng vũ khí gì mà một quyền một chưởng, lực nặng vạn cân. Trước khi bọn họ tiến vào chiến đạo đã không sử dụng binh khí, sau khi trở thành cao thủ chiến đạo đã như cá gặp nước. Có người cảm thấy hai người này đơn đã độc đấu không phải là đối thủ của Giang Thần, thế nhưng nếu cùng tiến lên như vậy, Giang Thần không thể dễ dàng đối phó với bọn họ giống như đường hoa được. Bây giờ bọn họ lại cùng ra tay với người xa với Long vực này, có thể nói tình huống của hắn vô cùng nguy hiểm các ngươi cho rằng ta dễ đối phó hơn so với gian thần hay sao? Ninh Hạo Thiên nhìn dáng vẻ của bọn họ rất là tức giận, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, so với người của hắn còn cao hơn một cái đầu, trên thân thương màu đỏ có một con ngũ trảo kim long đang xoay quanh, mũi thương đâm ra từ bên trong đầu rồng. Không thấy hắn xúc lực, cũng không dùng tới chiêu thức gì, mà chỉ là tức giận bạo phát đánh ra một thương mà thôi. Thương mang che ngập bầu trời, dường như muốn bao phủ toàn bộ bầu trời lại, vọt tới trước mặt hai người, làm cho hai người lưu bân kêu thảm một tiếng, lập tức trở thành một bóng đen ở bên trong ánh sáng màu vàng. Đồng thời cũng nhanh chóng tiêu tán. Ánh sáng màu vàng lui lại, hai người kia đã biến mất ở trong thiên địa. Không thấy hình bóng của bọn họ đâu cả, cái gì cũng không còn lại, trực tiếp bị nghiền nát. Trời ạ, à! muốn làm được đến trình độ như thế này, ít nhất phải có thực lực tôn giả. Ninh Hạo Thiên này tiện tay đã có lực sát thương kinh khủng như thế, không ngờ vẫn còn là một tồn tại thông thiên cảnh. Thậm chí người ta còn không nhịn được suy nghĩ, nếu như ba người lệ nam tinh, tô hình, mộ dung long còn ở trên thăng long bản, không biết có thể chống lại được hắn hay không. Rất nhanh. Bọn họ lại nghĩ đến Giang Thần là nhân vật đứng đầu bản thay ba người kia, quyết đấu sau đó sẽ nói rõ tất cả huyết mạch Kim Long và huyết mạch Đại Bằng của Tô gia trộn lẫn vào với nhau, thực sự là đại khí hùng hồn như một ngọn núi lớn vậy. Không biết gian thần sẽ ứng phó ra sao. Có chút vướng tay vướng chân. Người của Cao gia đều hiểu rõ Ninh Hạo Thiên, thế nhưng đây lại là lần thứ nhất nhìn thấy hắn ra tay, tất cả đều bị khiếp sợ. Ngay cả bọn họ cũng có phản ứng này, càng không cần phải nói tới những người khác. Mộ Dung hùng khó nén được vẻ đắc ý ninh hạo thiên là kiệt tác xuất sắc nhất của hắn sẽ hoàn thành giấc mơ nhất thống long vực của hắn giấc mơ của ninh hạo thiên chỉ có một đó là giết chết gian thần đến đánh đi ninh hạo thiên lạnh lùng nói dù là ai cũng có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ của ninh hạo thiên không cần nghĩ nếu như có cơ hội hắn sẽ làm cho kết cục của gian thần giống như hai người lưu bân kia ngươi không phải người trên thăng long bản cũng chưa từng có ai trong ba vị trí đầu thua vào tay ngươi mà gian thần dễ dàng đánh bại được đường hoa đã chứng minh được chính mình trong thánh viện viện trưởng đông viện thạch cảm đương đột nhiên nói lão già ngươi nói nhiều quá rồi đó ngay cả vãn bối như ta mà ngươi cũng không đánh lại được thì có tư cách gì bình luận chứ mộ dung long không chút lưu tình dẻo cợt hắn mộ dung long cốt xấu gì ngươi cũng là người của mộ dung gia ngươi định không có một chút phẩm hạnh nào hay sao? Lời của thạch cảm đương viện trưởng sai sao? Đúng vậy. Miệng không sạch sẽ, không biết ngày hôm nay hắn đã ăn cái gì. Trong đệ tử thánh viện liên tục vang lên tiếng quát mắng. Tính khí của thạch cảm đương nóng nảy, nhưng lại rất được kính yêu ở đông viện, vừa nãy thấy hắn bị một quyền đẩy lùi. Rất nhiều người đều không đành lòng, bao gồm cả gian thần ở bên trong chỉ là gian thần lặng lẽ ghi nhớ ở trong lòng mà thôi chuyện thứ nhất sau khi hắn trở thành tôn giả chính là chém giết mộ dung long này gian thần đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí đầu bản thăng long bản còn ninh hạo thiên từ đâu xuất hiện này không thể làm điều kiện tham khảo được ngay cả âm bá trung lập cũng mở miệng nói đây cũng là chuyện bất đắc dĩ ninh hạo thiên biểu hiện ra thực lực quá mạnh điều này khiến cho người ta cảm thấy không công bằng hơn nữa chuyện thắng thua của hắn và gian thần quả thực cũng không ảnh hưởng tới tính chân thực của vị trí đầu bản. Thực sự là một đám nhu nhược, nhìn thấy cường giả chân chính xuất hiện lập tức co rụng lại thành một đoàn, trung lẫy bẫy, ngay cả đấu cũng không dám sao. Mộ dung long lạnh lùng dễu cợt nói. Điều này làm cho sắc mặt người của hai bên thánh viện và cao gia rất khó nhìn. Giang thần. Ngươi đang hải sợ sao? Tộc nhân ninh gia chúng ta còn ở phía dưới hoàng tuyền chờ ngươi tới nhận sai đó. Ninh hạo thiên phẫn nộ quát. Lời này đã nhắc nhở mọi người, làm nhân vật quan trọng nhất, từ đầu tới cuối gian thần vẫn không tỏ thái độ. Xong. Không tốt. Âm sương và ứng vô song nhìn thấy vẻ mặt trên mặt gian thần thì đã biết chuyện này sắp hỏng. Ta đã từng nói chưa sao. Chỉ là từng chuyện từng chuyện liên tục diễn ra, đường hoa ở trước mặt ta ngay cả tư cách động thủ cũng không có, như vậy không phải nói rõ mộ dung gia đang cãi chày cãi cối hay sao? Như vậy thì làm sao chứ? Ngươi thân là người đứng đầu bảng, ngay cả tư cách ứng chiến cũng không có đã nói rõ nội tâm dối trá của ngươi. Mộ dung long phản bác. Ta đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như ngươi. Ta có thể động thủ với Ninh Hạo Thiên, thế nhưng ta muốn cho thế nhân biết, mộ dung gia các ngươi đã đối lý với chuyện này. Mộ dung diên nhà các ngươi chết chưa hết tội, điều ta tiếc nuối chính là không thể giết nàng ta thêm một lần nữa. Giang thần cũng không phải là quả hồng mềm, hắn trầm giọng hét lớn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mộ dung hùng. Nghe thấy hắn nói nữ nhi mình như vậy, dù lòng dạ của mộ dung hùng có sâu hơn thì cũng không tránh được giận dữ. Giang thần nói không sai, nếu như mộ dung gia lại lấy chuyện của mộ dung diên để quấy nhiễu, vậy các ngươi sẽ là kẻ địch của toàn bộ long vực anh hùng điện cũng tỏ thái độ vào lúc này ngữ khí rất kiên quyết lúc này nếu như mộ dung gia còn không thức thời dù bọn họ động thủ thì cũng sẽ không bị thế nhân dị nghị nữa từ việc gian thần đánh bại đường hoa đã trở nên mạnh mẽ mà xem hắn có thể so chiêu đồng thời đánh bại được tô hình là chuyện rất có thể mặc kệ thực lực của ninh hạo thiên ra sao hắn hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu bản hiện nay rác rưởi. Mộ dung hùng liếc mắt nhìn đường hoa, thầm mắng một tiếng. Nếu như không phải đối phương bại thảm như vậy thì hắn còn có thể cãi cọ, kết quả đối phương trực tiếp bị gian thần đánh bay, đúng là mất mặt. Như vậy không nói chuyện này nữa, thế nhưng gian thần diệt tộc nhân người ta. Có huyết hải thâm cừu với Ninh Hạo Thiên, hiện tại Ninh Hạo Thiên đến đây báo thù, đây là chuyện danh chính ngôn thuận. Mộ Dung Hùng nói, còn có một việc nữa, ninh hạo thiên là gia chủ tô gia đời tiếp theo câu nói sau cùng không thể không nói đã làm cho người ta giật mình không nghĩ tới ninh hạo thiên còn có phần lai lịch này tô gia đứng hạng bét trong tám đại thế gia truyền thừa nhưng chung quy cũng là thế gia truyền thừa càng khỏi nói tới thân phận gia chủ của hắn nữa bây giờ mộ dung gia ta và tô gia giữ gìn lẽ phải thay cho ninh hạo thiên giúp hắn báo huyết hải thâm cừu chuyện này cũng không thể sao mộ dung gia không nên nói phí lời nữa, ta đã nói rồi, động thủ thì có thể, chỉ là lần này ta muốn đánh cuộc hơn. Giang thần nói xong ánh mắt nhìn về phía mộ dung long, nói. Nếu như lần này ta thắng, người nào đó vẫn nói năng lỗ mãn, sĩ nhục lão sư, bằng hữu, người thân của ta kia, ta muốn miệng hắn đầy răng. Nghe vậy, mộ dung long hít mắt lại, ra vẻ buồn cười nói. Như vậy nếu như ta thua thì sao? Đến lúc đó ngươi sẽ chết, ta có thể nhận được cái gì chứ? Nếu như nhi tử của ta thua, ta sẽ đánh nát răng của mình." Cao Nguyệt tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng nói. Dùng thân phận của Cao Nguyệt, Mộ Dung Long không có cách nào tìm những lý do khác nữa, hắn chỉ có thể lựa chọn đồng ý hay không mà thôi. Trên thực tế, trong hai lựa chọn này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một mà thôi. "Tốt, ta đồng ý."